Xin chào quý vị các bạn. Khi đi mua bếp từ sử dụng cho gia đình, thông thường các bạn sẽ lựa chọn loại bếp từ có 2 vùng nấu và nó có 3 mức giá cơ bản khoảng 5 triệu, 10 triệu và 15 triệu. Để mua một chiếc bếp từ có giá rẻ thì rất đơn giản, bạn chỉ cần nhìn hình thức nó có vẻ chấp nhận được, có thuế VAT và đăng ký bảo hành, thế coi như là tạm ổn rồi. Nhưng một chiếc bếp từ 10 triệu hoặc 15 triệu thì bạn làm thế nào để biết được nó là một chiếc bếp từ có chất lượng tốt? Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn, nó cũng không phức tạp lắm. Một chiếc bếp từ tốt nó phải có 5 bộ phận cơ bản đều có chất lượng tốt. Bộ phận đầu tiên có giá thành đắt nhất chính là mặt kính của bếp từ. Đây tôi đã mở sẵn một chiếc bếp từ thương hiệu Electrolux nhập khẩu Tây Ban Nha để các bạn nhìn thấy chiếc mặt kính bếp từ. Em có thể quay sát và để mọi người nhìn thấy. Mặt kính của những chiếc bếp từ cao cấp nhất thị trường đương nhiên nó sẽ phải sử dụng cái kính Scott Seran, là một thương hiệu của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là thương hiệu kính bếp từ nừng danh nhất trên thế giới. Nó có chất lượng hoàn hảo, rất an toàn, khả năng chịu nhiệt lên tới 1.000 độ C, không chứa những chất độc hại và còn có thể tái chế một cách dễ dàng. Những thương hiệu kính số 2 có thể kể đến là kính Eurokera của Pháp và kính Nippon của Nhật. Còn những dòng rẻ thì thông thường người ta sẽ sử dụng những kính ceramic thông thường. Bạn yên tâm là nếu một thương hiệu bếp từ sử dụng kính của một trong ba thương hiệu Scott hoặc Eurokera hoặc là kính Nippon của Nhật, không dại gì mà họ dán một cái tem hay một cái gì đó để bịt tên thương hiệu đấy đi. Bởi vì đây là cái điều mà tạo nên giá trị nhất của một chiếc bếp từ. Cái bộ phận quan trọng thứ hai trong một chiếc bếp từ cũng ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành, đó chính là mâm từ. Đây tôi đã tháo sẵn những con vít để các bạn có thể nhìn thấy. Đây là bếp từ hai mặt bếp. Các bạn có thể nhìn thấy. Nguyên lý hoạt động của chiếc bếp từ là nó gồm những cái mâm từ làm bằng hợp kim, sẽ khi nguồn điện chạy qua nó sẽ tạo ra từ trường truyền lên cái mặt kính, và cái từ trường đấy chỉ có ảnh hưởng cách mặt kính khoảng tầm vài 3 mm, đủ để truyền cái từ trường sang cái đáy nồi. Và cái đáy nồi đương nhiên nó phải có một lớp cảm ứng từ để có thể tạo lên những cái dao động của các electron và từ đó giải phóng ra nhiệt. Thì trên thế giới thì cái mâm từ mà có chất lượng và đẳng cấp nhất thì nó thuộc về cái thương hiệu EGO, cũng là một thương hiệu của Đức. Đây các bạn có nhìn thấy. Bếp từ này cũng là mâm từ của EGO. Và tất cả những cái bếp cao cấp thì không bao giờ họ để trần xì cái mặt từ, mà họ luôn có một cái lớp phủ như các bạn nhìn thấy đây. Cái lớp này là nó để giảm cái việc mà cái nhiệt từ đáy nồi truyền ngược lại so với cái mâm từ. Thì cái mâm này là có đường kính 27 cm và bên này là 22 cm. Mâm này cũng của EGO, các bạn có thể nhìn thấy. Nó hơi khó, em quay sát xuống một chút thì sẽ nhìn thấy cái chữ EGO. Đó. Còn loại mâm từ có chất lượng đẳng cấp số 2 trên thế giới thì đó là của thương hiệu Copersi của Tây Ban Nha. Bộ phận thứ 3 quan trọng trong một chiếc bếp từ thì chính là bảng mạch điện tử, bảng mạch điều khiển. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây là cái bảng mạch của chiếc bếp từ Electrolux. Đây ạ. Cũng của thương hiệu EGO. Thương hiệu EGO rất đình đám trên thế giới, chuyên chỉ sản xuất mâm từ và bảng mạch điện tử của bếp từ. Bảng mạch điện tử có đẳng cấp số 2 đối với ngành bếp từ trên thế giới, đó chính là cái bảng mạch của Copersi Tây Ban Nha. Đấy là ba bộ phận quan trọng nhất. Còn một bộ phận quan trọng nữa, đó chính là cái quạt tản nhiệt của mâm từ và tản nhiệt của mạch. Thì những cái bếp từ cao cấp nó sẽ sử dụng quạt tuabin, nó sẽ có hiệu suất giải nhiệt cao và chạy rất êm. Còn những cái bếp từ bình dân thì nó sẽ sử dụng cái quạt đồng trục. Cái quạt đồng trục mà các bạn thường hay bắt gặp ở trên cái bếp từ đơn ăn lẩu ấy ạ, khi bật lên các bạn thấy nó sôi rất là to. Còn đối với cái bếp từ mà sử dụng quạt tuabin giống như chiếc bếp từ này thì ngay cả mức công suất tối đa nó cũng chạy rất là êm. Bộ phận thứ 5 quyết định cái chất lượng và giá trị của một chiếc bếp từ chính là những yếu tố còn lại, bao gồm khung vỏ. Đây, như chiếc bếp từ này là có một cái khung vỏ bằng hợp kim. Thiết kế và thương hiệu. Thì chiếc bếp từ này là mang thương hiệu Electrolux. Electrolux là một cái thương hiệu toàn cầu thành lập tại Thụy Điển từ năm 1919. Ở thị trường Việt Nam, thương hiệu Electrolux rất nổi tiếng về máy giặt và máy sấy quần áo. Nhưng tuy nhiên trên thế giới thì họ rất nổi tiếng về thiết bị bếp và gia dụng. Khi đi mua bếp từ trên thị trường, không phải bất kỳ nơi nào họ cũng có thể mở ra để cho bạn xem được các bộ phận bên trong.
Vì vậy qua video này tôi ngoài việc hướng dẫn cách để chọn ra một chiếc bếp từ có chất lượng tốt thì tôi cũng gợi ý cho các bạn một cái sự lựa chọn rất tối ưu ở thời điểm năm 2022 hiện nay, chính là chiếc bếp từ hai mặt bếp Electrolux nhập khẩu Tây Ban Nha, ký hiệu EHI7325BA. Chiếc bếp từ này có giá niêm yết của hãng lên tới 19.490, nhưng hiện nay tại kỹ sư điện máy chúng tôi có một chương trình giá đặc biệt rất ưu đãi, nó còn thấp hơn cả sự mong đợi của các bạn. Toàn bộ sản phẩm được hãng bảo hành toàn quốc 2 năm tại nhà, trong 30 ngày đầu tiên sử dụng nếu xảy ra lỗi kỹ thuật hãng sẽ đổi chiếc bếp từ mới. Thông tin chi tiết mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.